Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị, kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024. Và sau đây là những bản tin trong ngày, xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kết thúc quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Israel tuyên bố hạ thủ lĩnh Hamas. Giới chức của Israel vào ngày 17 tháng 10 tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh của Hamas. Yavya Sinwar trong chiến dịch ở miền nam giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel được viết tắt là IDF thông báo vào ngày 7 tháng 10, thêm rằng đây là kết quả sau hàng chục đợt phối hợp với cơ quan an ninh Israel suốt hơn một năm qua nhằm để thu hẹp phạm vi hoạt động của Sinwar. Trước đó, The Times of Israel đưa tin các binh sĩ của nước này đã đấu súng với ba thành viên Hamas tại một ngôi nhà ở giải Gaza vào ngày 16 tháng 10 nhóm quân nhân Israel sau đó gọi on-tạc khiến cho một phần công trình đổ sập danh tính Senwar được xác định dựa vào xét nghiệm DNA và một số phương thức khác binh sĩ Israel ban đầu phải cắt một phần ngón tay thi thể để đưa về xét nghiệm trước do khu vực bị cài nhiều loại bẫy thi thể chỉ được chuyển tới Israel để khám nghiệm vào tối ngày 17 tháng 10 Hamas chưa lên tiếng về thông tin nhóm vũ trang kiểm soát giải gaza trước đó đã cảnh báo về những thông tin sai lệch khẳng định chỉ đưa ra tuyên bố trên mạng telegram và website của mình đây được coi là chiến thắng mang tính bước ngoặt với israel thủ tướng benjamin netanyahu từng tuyên bố sẽ tiêu diệt hàng ngũ lãnh đạo hamas xóa bỏ năng lực quân sự của nhóm vũ trang này Yaya Sunwar được coi là kiến trúc sư chính trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam của Israel vào tháng 10 năm ngoái, khiến cho Tel Aviv mở chiến dịch ở giải Gaza để đáp trả. Một tướng của Iran nói rằng Tehran sở hữu vũ khí bí mật còn mạnh hơn cả bom nguyên tử. Tuyên bố này của tướng Iran, ông Ibrahim Rostami, đã được đưa ra để nhằm đáp trả lại lời kêu gọi xem xét lại học thuyết quân sự phi nguyên tử của nước này, trong bối cảnh là Israel đe dọa tấn công. Vị tướng này tuyên bố là Iran có vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí nguyên tử. Ám chỉ thiết bị quân sự này đã từng được khai triển trong quá khứ và nhắc lại vụ tấn công tàu chở dầu tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm 2019. Ông Rostami tuyên bố như sau, khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn cắt giảm lượng dầu xuất cảng, chúng tôi cũng lên sẵn một số hoạt động chiến thuật. Tôi sẽ không nói ai thực hiện chúng, nhưng năm tàu chở dầu đã phát nổ ở tại cảng Fujairah được canh gác nghiêm ngặt. Họ thậm chí còn không biết cuộc tấn công đến từ đâu và đệ đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc chúng tôi nhưng không thể đưa ra được bằng chứng. Đây là một số ví dụ mà tôi có thể đề cập đến. Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ Iran kêu gọi Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao hãy xem xét lại học thuyết quốc phòng và bãi bỏ lệnh cấm phát triển vũ khí nguyên tử. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh là Israel liên tục đe dọa tấn công vào cơ sở nguyên tử và dầu mỏ của Iran. Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau so vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và Hezbollah cùng với tướng của IRGC thuộc về lực lượng phòng vệ Israel vào tháng 9. Để trả đũa cuộc tấn công này, Iran đã thực hiện những vụ phóng tên lửa vào ngày 1 tháng 10 và tuyên bố là chỉ nhắm vào cơ sở quân sự. Iran kêu gọi nhà nước Israel tịch kiềm chế không nên thực hiện thêm các bước leo thang và cảnh báo rằng Iran sẽ chuẩn bị tự vệ cũng như là trả đũa mọi cuộc tấn công nước Pháp cấm các công ty Israel tham gia triển lãm vũ khí hải quân. Trong bối cảnh có nhiều ý kiến trái chiều về xung đột ở Trung Đông, chính phủ của Pháp đã quyết định cấm các công ty Israel được trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại một sự kiện triển lãm quân sự sẽ diễn ra vào tháng 11 tại nước này. Đây là lần thứ hai trong năm mà nước Pháp không hoan nghênh các công ty của Israel tham gia một sự kiện quốc phòng lớn. Ban tổ chức triển lãm Euro -nevo đã cho biết chính phủ của Pháp đã thông báo rằng các phái đoàn Israel không được phép trưng bày gian hàng hoặc là thiết bị dù có thể tham dự triển lãm thương mại. Theo đó, quyết định này ảnh hưởng đến 7 công ty Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ngay lập tức lên tiếng phản đối quyết định của Paris. Lệnh cấm được đưa ra sau khi những nỗ lực của nước Pháp nhằm để bảo đảm lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Liban không đạt được kết quả và Israel tăng cường oanh tạc vào các mục tiêu ở quốc gia này. Vào tuần trước, thì chính phủ của Pháp cũng đã nhấn mạnh rằng việc ngừng xuất cản vũ khí mà Israel sử dụng trong cả hai chiến dịch là cách duy nhất để chấm dứt hai cuộc xung đột. Vào hồi cuối tháng 5, chính phủ của Pháp cũng cấm các nhà sản xuất quốc phòng Israel tham dự triển lãm quốc phòng và an ninh trên bộ Eurosecurity. Hoa Kỳ viện trợ quân sự hơn 400 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Hoa Kỳ vừa công bố gói viện trợ mới trị giá là 425 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, trong đó có vũ khí phòng không, thiết giáp và đạn pháo. Bộ Ngoại giao cho biết là gói viện trợ này gồm có đạn cho hệ thống phòng không NASAMS, tên lửa đối không RIM-7 và Stinger, đạn cho tờ hợp HIMARS, đạn pháo 155 và 105 ly, xe đa dụng Humvee, tên lửa chống tăng Thô và AT-4 cùng với một số vũ khí khác. Gói viện trợ được khai triển theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống, là đạo luật cho phép chính phủ Hoa Kỳ rút trực tiếp vũ khí ở trong kho để chuyển cho đối tác trong trường hợp khẩn cấp mà không cần đến quốc hội thông qua. Tòa Bạch Ốc khẳng định nước Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp tên lửa phòng không, đạn pháo, xe thiết giáp và phương tiện cơ giới cho Ukraine trong những tháng tới. Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng Tổng thống Biden sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đồng minh của Ukraine vào tháng 11 trong một nỗ lực để củng cố sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Kyiv trước kịch bản là Donald Trump sẽ đắc cử vào cuối năm nay. Ông Trump đã từng nhiều lần đe dọa rằng ông ta sẽ cắt viện trợ cho Ukraine nếu như ông ta trở lại nắm quyền. Brexit cướp đi 40.000 việc làm ở trung tâm tài chính London. Thị trưởng thủ đô London của Anh Quốc là ông Michael Manley đã cho biết việc Anh Quốc rời khỏi Liên Âu đã khiến cho trung tâm tài chính này mất khoảng 40.000 việc làm. Đây là bằng chứng cho thấy tác động của Brexit lớn hơn nhiều so với các ước tính trước đây. Ông Menely khẳng định Brexit là một thảm họa. Theo thị trưởng của London, thành phố này có 525.000 việc làm vào năm 2016 và đã bị mất gần 40.000 việc làm sau Brexit. Trong khi đó, thì Dublin, thủ đô của Ireland, nhận được nhiều lợi ích nhất từ Brexit khi thu hút được 10.000 việc làm mới. Các thành phố như Milan của Ý, Paris của Pháp và Amsterdam của Hòa Lan cũng được hưởng lợi từ số việc làm dịch chuyển từ London sau khi Anh quốc rời khỏi Liên Âu. Tuy nhiên thì ông Menonelli cũng đã cho biết là London đang phát triển nhiều việc làm mới trong và ngoài lĩnh vực tài chính để bù đắp cho hậu quả của Brexit. Đã có thêm 615.000 việc làm được tạo ra nhờ vào sự phát triển của các ngành bảo hiểm và phân tích dữ liệu. Theo các cuộc thăm dò ý kiến gần đây thì hầu hết người Anh quốc coi Brexit là sự thất bại. Những người ủng hộ thì cho rằng là Anh Quốc có nhiều quyền tự do hơn để theo đuổi con đường riêng của mình và không phải chịu hệ quả từ những khó khăn này sinh trong khối như là sự suy giảm kinh tế của nước Đức hay là chính trị bất ổn tại nước Pháp. Một người đàn ông ở Nhật Bản có bốn người vợ và hai người bạn gái và ông ta muốn trở thành thần hôn nhân. Người đàn ông này có bốn người vợ, hai người bạn gái và ông ta muốn có 54 đứa con với mong muốn sẽ trở thành thần hôn nhân. Theo tờ báo South China Morning Post cho biết, người đàn ông này tên là Ryuta Watanabe, 36 tuổi, sống ở tỉnh Hokkaido, phía bắc của Nhật Bản. Ông này đã không làm việc trong vòng 10 năm qua và sống hoàn toàn bằng tiền lương của vợ và bạn gái. Những người vợ của ông về bản chất là người chung sống như vợ chồng chứ không làm thủ tục kết hôn. Watanabe đã là cha của 10 đứa con và sống với hai đứa ở trong số chúng cùng với ba người vợ của mình. Theo trang tin Shueisha Online, ông đảm nhận vai trò của một người chồng nội trợ, nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình này là gần 914.000 yên, tương đương với khoảng hơn 6.000 vị kim, được chia đều cho những người vợ và bạn gái. Ông Watanabe còn có người vợ thứ tư 24 tuổi nhưng đã ly thân. Ngoài ra ông còn gặp hai người bạn gái qua mạng xã hội. 6 năm trước Watanabe là một chàng trai chán nản, sống nhờ trợ cấp xã hội và bị bạn gái bỏ rơi. Ông cho biết chính điều này đã thúc đẩy ông bắt đầu hẹn hò với nhiều phụ nữ khác nhau thông qua các ứng dụng. Đầu năm nay, trên chương trình truyền hình mang tên là Abima Prime của Nhật, Watanabe cho biết mỗi người vợ đều có phòng riêng và thay phiên ngủ với họ. Ông khẳng định những người vợ không bao giờ ghen tuông mà sống hòa thuận như bạn bè. Người đàn ông này đặt mục tiêu có 54 người con, phá kỷ lục về người có nhiều con nhất ở nước Nhật để trở thành thần hôn nhân. Các nguồn tin ở trên mạng cho rằng một người đàn ông khác tên là Tokugawa Ienari, vốn là một tướng quân ở tại Nhật, đã mất vào năm 1841. Người đàn ông này có khoảng 53 người con với 27 người phụ nữ vào thời kỳ Edo. Chế độ đa thê là bất hợp pháp ở nước Nhật, nghĩa là Watanabe không có thể kết hôn hợp pháp với nhiều phụ nữ cùng một lúc. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hơn 1.1 tỷ người trên thế giới sống ở mức nghèo cùng cực. Trên đây là đánh giá trong báo cáo chỉ số nghèo đói đa chiều do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, sáng kiến phát triển con người và nghèo đói Oxford công bố vào ngày 17 tháng 10. Liên Hiệp Quốc công bố chỉ số nghèo đói đa chiều hàng năm kể từ năm 2010, thu thập dữ liệu từ 112 nước với tổng dân số là 6.3 tỷ người, với hơn một nửa trong số đó là trẻ em. Chỉ số này sử dụng các chỉ số như là thiếu nhà ở thích hợp, điều kiện vệ sinh, điện, nhiên liệu, nấu nướng, dinh dưỡng và số trẻ em đến trường. Đối với người nghèo tại các nước bị ảnh hưởng của xung đột, cuộc đấu tranh vì những nhu cầu cơ bản là một cuộc chiến khắc nghiệt hơn nhiều và dữ dội hơn nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ nghèo đói ở các nước có chiến tranh cao hơn gấp 3 lần trong bối cảnh vào năm ngoái chứng kiến phần lớn các cuộc xung đột trên thế giới kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Kết quả báo cáo không thay đổi so với năm 2023, khi đó có 1.1 tỷ người trong số 6.1 tỷ người tại 110 nước đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực. Trong đó, khoảng 584 triệu người dưới 18 tuổi đang sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực, chiếm 27.9% trẻ em trên toàn thế giới so với 13.5% số người trưởng thành. Báo cáo cũng cho thấy là 83.2% số người nghèo nhất thế giới sống ở Châu Phi, Hạ, Sahara và Nam Á. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Người thọ hưởng SSI sẽ nhận được hai tờ ngân phiếu vào tháng 11. Tháng 11 đang cận kề với ngày bầu cử và lễ tạ ơn. Và thời điểm này có khoảng 7 triệu người thọ hưởng tiền bệnh, tiền già SSI sẽ nhận được hai tờ ngân phiếu. Theo tờ The Hill cho biết... Người thọ hưởng lợi tức an sinh bổ túc SSI thường nhận được một khoản thanh toán hàng tháng từ cơ quan an sinh xã hội SSA, có nhiệm vụ giám sát chương trình. Sở an sinh xã hội thường bỏ ngân phiếu vào ngày đầu tiên trong tháng, nhưng khi ngày đó rơi vào cuối tuần hoặc là ngày lễ thì các khoản thanh toán sẽ được trả vào ngày bình thường trong tuần trước đó. Vào tháng 8 năm nay, người thọ hưởng an sinh xã hội nhận được cả tiền trong tháng lẫn ngân phiếu của tháng 9. Sau đó, vào tháng 9 thì họ không nhận được thêm từ ngân phiếu nào. Tháng 11 sẽ tương tự như là tháng 8, người thọ hưởng nhận được ngân phiếu ở trong tháng cũng như là khoản thanh toán của tháng 12, vì ngày mùng 1 tháng 12 là ngày Chủ nhật. Tuy nhiên sẽ có một khoản thanh toán được phân bổ vào tháng 12 nhờ lịch của năm 2025. Những ngày thanh toán đầu tiên trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3 đều là ngày lễ hoặc là cuối tuần. Vì vậy, trợ cấp tháng 1 sẽ được thanh toán vào ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, dù cho thời gian thanh toán diễn ra vào lúc nào thì người thọ hưởng an sinh xã hội vẫn sẽ nhận được ngân phiếu đều đặn. J.D. Vance, phó tướng của ông Trump, phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020. Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania, khi được hỏi về việc bản thân né tránh câu hỏi rằng liệu ông Donald Trump có thất cử vào năm 2020 hay không, ông J.D. Vance đáp trả như sau. Trước hết, về cuộc bầu cử vào năm 2020, tôi đã trả lời trực tiếp câu hỏi này hàng triệu lần. Không, ông Trump không thua. Tôi nghĩ cuộc bầu cử vào năm 2020 có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Vậy ông Trump có thất bại hay không? Không, tôi không cho là như vậy. Ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa đã nói như trên. Ông nói thêm, theo những gì tôi biết một cách chắc chắn rằng đã xảy ra vào năm 2020 thì các công ty công nghệ lớn đã kiểm duyệt người Mỹ không được nói về những thứ như câu chuyện máy tính sách tay của Hunter Biden và điều đó đã gây ra ảnh hưởng rất rất lớn đối với cuộc bầu cử. Chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ đã chỉ trích những phát ngôn trên của ông Vance. Cuối cùng, ông Vance cũng chịu nói ra rằng ông ta không chấp nhận kết quả bầu cử của năm 2020. Phát ngôn viên Matt Corridoni của liên danh tranh cử Harris và đã nói trong một tuyên bố như trên vào ngày 17 tháng 10. Tòa án cao nhất của tiểu bang Nebraska vừa giữ nguyên luật cho phép những người đã từng phạm tội nhưng đã mãn án được tham gia bỏ phiếu Điều này sẽ tạo cơ hội cho hàng ngàn người được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tòa án cao nhất của tiểu bang này đã bác bỏ khiếu nại của Bộ trưởng Hành pháp là ông Robert Evenin, vốn là thành viên của Đảng Cộng Hòa, rằng luật được thông qua hồi tháng 4 vi phạm hiến pháp của tiểu bang. Tòa án đã ra lệnh cho ông Evenin phải thi hành luật này ngay lập tức. Nguyên đơn là hai người có tiền án ở Nebraska đã đệ đơn kiện Bộ trưởng Hành pháp Evenin, bởi vì hồi tháng 7 thì ông tuyên bố là ông sẽ chỉ đạo các viên chức bầu cử không cho phép người từng bị kết án trọng tội được điền vào đơn bỏ phiếu. Toàn bộ bảy thẩm phán của tòa án Nebraska đều không tán thành việc ông Evnen từ chối thực hiện luật về quyền bỏ phiếu cho những người có tiền án. Hiện nay, khoảng chừng một nửa số tiểu bang ở Mỹ cấm người có tiền án được bỏ phiếu, vĩnh viễn hoặc là trong một khoảng thời gian sau khi họ mãn án. Những người chỉ trích cho rằng chính sách này đã tức đi quyền bầu cử của những người có tiền án, đặc biệt là đối với những cộng đồng da màu, vốn rất dễ vướng vào những rắc rối pháp lý cuộc bầu cử sắp tới được dự đoán sẽ là một trong những cuộc bầu cử gay gắt nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Khu vực bầu cử bao gồm có thành phố Omaha, là thành phố lớn nhất của Nebraska, có thể đóng vai trò quyết định. Trong khi đó, thanh niên 19 tuổi lòe súng cướp tiệm pizza ở Texas bị nhân viên đánh bầm dập. Nghi càng có súng cố cướp tiệm pizza ở Texas vào tuần trước bị nhân viên của tiệm đánh bầm dập, theo Fox News đã loan tình. Nghi can Richard Curtis 19 tuổi bị truy tố tội cướp của nghiêm trọng. Nghi can bị cáo buộc bước vào tiệm Marcos Pizza ở Austin vào khoảng 7 giờ tối thứ tư và tới gần một nhân viên. Nghi can Curtis đưa cho nhân viên đó mẫu giấy ghi không được nói lung tung, đưa hết tiền trong ngăn kéo. Sau đó thì nghi can cho nhân viên đó thấy khẩu súng anh đang đeo bên hông. Nhân viên đó ngay lập tức đã siết cổ nghi can Curtis trong khi nhân viên khác gọi cho cảnh sát. Trong lúc nhân viên đó và nghi can Curtis đánh nhau, người quản lý tiệm đã rút súng ra khỏi hông của nghi can này. Theo lời kể thì người quản lý đã cố gắng đã cố bắn nghi can Curtis nhưng súng không nổ. Vì súng không nổ nên người quản lý đã lấy súng đập nghi can Curtis. Có lúc thì người quản lý chụp con dao trong nhà bếp và hỏi nghi can Curtis thích đi tù hay chết hơn. Nghi can Curtis ngưng đánh nhau và chờ cảnh sát tới bắt. Một nhân viên đã bị thương trong vụ này. Trong tấm hình được cảnh sát công bố, thì nghi can Curtis đã bị bầm cả hai mắt và bị vết chảy lớn ngay phía trên của mắt trái. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ này. Có hơn 20 nhân viên của Meta bị sa thải bởi vì đã dùng tiền phụ cấp ăn uống để mua đồ đạc trong nhà. Meta là hãng công nghệ làm chủ Facebook và Instagram đã sa thải hơn 20 nhân viên ở Los Angeles là bởi vì đã dùng tiền phụ cấp ăn uống để mua đồ đạc ở trong nhà, theo Financial Times đưa tin vào hôm thứ Năm. Những nhân viên này bị sa thải vào tuần trước sau khi Meda phát giác ra là họ dùng tiền phụ cấp ăn uống của công ty để mua những món không phải là để ăn, từ miếng dán để trị mụn cho tới ly uống rượu hay là xà bông giặt đồ. Cũng như là những công nghệ, hãng công nghệ lớn khác, ngoài tiền lương, Meda còn cho thêm nhân viên một ngày là 20 Mỹ Kim để ăn sáng. 25 Mỹ Kim để ăn trưa và 25 Mỹ Kim để ăn tối. Những nhân viên bị sa thải là những người sử dụng sai tiền phụ cấp ăn uống trong suốt thời gian dài. Có trường hợp họ hùn tiền với nhau hoặc là gửi phần ăn về nhà. Trong khi Meta thì muốn nhân viên ăn ở tại văn phòng. Một người biết chuyện này đã cho tờ báo Financial Times hay. Tờ báo này xem được bài viết ở trên ứng dụng nhắn tin nạc danh mang tên là Blind. Trong đó có người tự xưng là cựu nhân viên của Meta và lương của người này là khoảng 400.000 Mỹ Kim, đã kể rằng họ từng dùng tiền phụ cấp ăn uống để mua những thứ như là kem đánh răng và trà ở tiệm thuốc Tây Rite Aid. Người này cho biết họ thú nhận là đã dùng sai tiền phụ cấp khi ban nhân sự của MEDA bắt đầu điều tra vụ này, và sau đó thì họ bất ngờ bị sa thải. Và người này nhận xét rằng về việc MEDA sa thải nhân viên vì lý do này là một điều quá lạ. Tiếp theo, phần tin Hoa Kỳ, Johnson Johnson bồi thường 15 triệu Mỹ Kim cho người đàn ông bị ung thư. Johnson Johnson phải trả 15 triệu Mỹ Kim cho một khách hàng ở Connecticut, người đã mắc một dạng ung thư hiếm gặp sau nhiều thập niên đã sử dụng phấn bột của công ty này. Theo hãng tin Reuters đưa tin, nguyên đơn là Evan Plotkin đã kiện công ty vào năm 2021, ngay sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư hiếm gặp. Người này nói rằng là ông bị bệnh do hít phải phấn rôm của Johnson Johnson. Hội đồng xét xử tại tòa án cấp cao quận Fairfield, Connecticut cũng nhận thấy là công ty phải trả thêm tiền bồi thường thiệt hại trừng phạt. Khoản tiền này sẽ được thẩm phán quyết định sau. Ông Eric Haas, phó chủ tịch phụ trách tố tụng toàn cầu của Johnson Johnson cho biết, công ty sẽ kháng cáo các phán quyết sai lầm từ phiên tòa trên. Phán quyết mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Johnson Johnson đang tìm cách giải quyết khiếu nại của hơn 62.000 người cho biết là họ mắc bệnh ung thư buồn trứng và các bệnh ung thư phụ khoa khác do phấn bột thông qua thỏa thuận giải quyết phá sản trị giá gần 9 tỷ Mỹ Kim. Nguyên đơn trong tất cả vụ kiện đều cho rằng là các sản phẩm bột của uh, Johnson Johnson, giống như là phấn rôm của trẻ em từng mang tính biểu tượng của hãng đã bị nhiễm asbestos, chất có thể gây ra các loại bệnh ung thư khác nhau. Johnson Johnson đã rút các sản phẩm bột này khỏi thị trường của Hoa Kỳ vào năm 2020. Coca-Cola thu hồi hơn 13.000 hộp nước chanh có dán nhãn sai. Mỗi sản phẩm của Coca-Cola bị thu hồi có chứa khoảng 40 gram đường với lượng calorie cao gấp 30 lần và tổng lượng carbohydrate gấp 20 lần so với một hộp nước chanh Minute Maid không có đường thông thường. Cơ quan FDA phân loại các sản phẩm ở trong đợt thu hồi này là loại 2. Lệnh thu hồi loại 2 được ban hành khi mà một sản phẩm có khả năng thấp gây ra thương tích nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc là tử vong, nhưng vẫn có thể gây ra các tác động tiêu cực dẫn đến hậu quả không thể phục hồi. Một hộp Minute Maid gồm có 12 lon nước chanh được phân phối ở các chuỗi bán lẻ ở tiểu bang Indiana, Kentucky và Ohio. Người tiêu dùng có thể nhận biết những sản phẩm bị thu hồi bằng cách tìm mã FEB1725 CNA hoặc là FEB1725 CNB ở trên bao bì bên ngoài và ở dưới đáy của từng lon. Báo cáo của FDA cho thấy là Coca-Cola đã bắt đầu thu hồi những hộp nước chanh có dán nhãn sai từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, tập đoàn này không đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào vào thời điểm đó. Không còn sản phẩm nào trên thị trường bị ảnh hưởng, tất cả các hoạt động thu hồi hiện nay đã hoàn thành. Đại diện Coca-Cola đã nói với CNN trong một tuyên bố trước đây. Tuy nhiên, FDA cho biết việc thu hồi và giải quyết những vấn đề phát sinh vẫn đang diễn ra. Trước đó vào cuối tháng 9, Coca-Cola đã bất ngờ tuyên bố là sẽ ngừng sản xuất dòng nước ngọt mang tên là Coca-Cola Spice và Coca-Cola Spice Zero Sugar chỉ sau 7 tháng ra mắt. Mặc dù dự kiến đưa hai dòng này vào trong danh mục sản phẩm kinh doanh lâu dài, tập đoàn này cho biết là Coca-Cola Spice và Coca-Cola Spice Zero Sugar sẽ dần bị loại bỏ và thay thế bằng một hương vị mới ra mắt vào năm tới. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Hiến pháp của Bắc Hàn coi Nam Hàn là quốc gia thù địch. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA vào ngày 17 tháng 10 cho biết, việc quân đội của Bắc Hàn cho nổ tuyến đường giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, phần lãnh thổ nước này là biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Bắc Hàn, trong đó nêu rõ Nam Hàn là quốc gia thù địch. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Bắc Hàn cho biết là nước này sẽ thực hiện các bước tiếp theo để củng cố biên giới phía nam, song không đề cập liệu có thay đổi nào khác trong hiến pháp hay không. Hãng Yonhap đưa tin vào tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong Un mô tả quan hệ giữa hai miền Bắc và Nam Hàn là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch với nhau và tuyên bố bỏ mục tiêu hòa giải hay là thống nhất với Nam Hàn. Đến tháng Giêng thì ông Kim Jong Un kêu gọi sửa đổi hiến pháp coi Nam Hàn là kẻ thù chính. Theo hiệp định của Bắc Hàn và Nam Hàn vào năm 1991, quan hệ giữa Nam Hàn và Bắc Hàn được định nghĩa là mối quan hệ đặc biệt, được hình thành tạm thời trong quá trình tìm kiếm sự thống nhất, chứ không phải là quan hệ giữa hai quốc gia. Theo The, The Korean Herald cho hay, Nam Hàn tuyên bố chính sách của nước này là tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất hai miền, nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Bắc Hàn có bất kỳ hành động gây hấn nào. Căng thẳng hai bên leo thang từ năm ngoái sau khi Xô và Bình Nhưỡng tuyên bố hủy cam kết hạ nhiệt căng thẳng quân sự được ký vào năm 2019. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc là CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, quan hệ đối tác thành công giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là cơ hội để cho hai nước thúc đẩy sự phát triển của nhau, không phải là rào cản. Trong bức thư, Tập Cận Bình chỉ ra rằng mối quan hệ giữa hai nước là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Dù vậy, theo Reuters, thì hai siêu cường này trong thời gian qua đã có nhiều bất đồng về vấn đề an ninh quốc gia, về chiến tranh thương mại cũng như là các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và việc Bắc Kinh tăng cường tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Trung Quốc luôn giải quyết vấn đề liên quan đến quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, cũng như luôn tin rằng thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội cho mỗi bên. Đó là lời của Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc mới đây đã gửi cặp gấu trúc đến vườn thú ở Washington. Điều này đánh dấu sự quay lại của chính sách ngoại giao gấu trúc giữa hai cường quốc. Tiếp theo phần tin Á Châu, Bangladesh phát lệnh truy nã cựu thủ tướng. Tòa án Bangladesh vừa phát lệnh truy nã bà Sheikh Hasana, cựu thủ tướng bị lật đổ vào hồi tháng 8 với cáo buộc về tội ác chống lại loài người. Công tố viên trưởng tòa án tội, tội phạm quốc tế Bangladesh vào ngày 17 tháng 10 đã cho biết, cựu thủ tướng Hasina là người phải chịu trách nhiệm cho những vụ thảm sát, giết người và tội ác chống lại loài người vào hồi tháng 7 và tháng 8. Tòa án tội pháp quốc tế Bangladesh cũng đang điều tra một số cáo buộc bà Hasina chỉ đạo các vụ sát hại người biểu tình Bà Hasina 77 tuổi không xuất hiện trước công chúng từ khi bị lật đổ và rời khỏi Bangladesh vào ngày 5 tháng 8. Bà sau đó đã đến một căn cứ quân sự gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Hành động này khiến cho Bangladesh bất bình. Dhaka đã hủy thông hành ngoại giao của bà Hasina, đồng thời tìm cách dẫn độ cựu thủ tướng về Bangladesh xét xử. Tuy nhiên, thì hiệp ước dẫn độ giữa nước này và Ấn Độ có điều khoản bên kia được phép từ chối yêu cầu dẫn độ nếu tội phạm là chính trị gia. Tòa án tội phạm quốc tế Bangladesh được bà Hasina thành lập vào năm 2010 nhằm để điều tra các tội ác chiến tranh xảy ra trong cuộc chiến giữa Đông Pakistan và Tây Pakistan của năm 1971 dẫn đến sự ra đời của Bangladesh. Dưới thời của bà Hasina thì tòa án tội phạm quốc tế Bangladesh đã tuyên án tử hình với hơn 100 người, trong đó có một số đối thủ chính trị của bà Hasina. Việc bà Hasina tuyên bố từ chức và rời khỏi đất nước khi người biểu tình đã áp sát dinh thủ tướng, đặt dấu chấm hết cho 15 năm cầm quyền của chính trị gia được mệnh danh là người đàn bà thép của Bangladesh. Israel oanh tạc và gây ra hỏa hoạn ở tại thành phố quê hương của tổng thống Syria. AFP đưa tin, nhà nước Syria vào ngày 17 tháng 10 cho biết, một cuộc oanh tạc của Israel đã gây ra hỏa hoạn ở thành phố ven biển Latakia. Theo hãng thông tấn Sana Lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn các mục tiêu trên không và các đám cháy đã bùng phát ở lối vào của Latakia. Latakia là quê hương của Tổng thống Bashar al-Assad, người liên minh với lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết cuộc anh tạc nhắm vào một kho vũ khí ở trong thành phố. Trước đó vào ngày 10 tháng 10, Israel cũng đã tiến hành một cuộc oanh tạc vào tỉnh Homs và tỉnh Hama. Hãng thông tấn Sana của Syria nêu rõ, mục tiêu tấn công bao gồm một nhà máy lắp ráp xe hơi ở khu công nghiệp Hasia và một vị trí quân sự ở Hama. Cuộc tấn công gây ra thiệt hại vật chất, trong đó có đám cháy lớn ở tại kho chứa hàng cứu trợ y tế. Đây là một trong hàng loạt vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria gần đây. Israel thường nhắm vào các vị trí quân sự và các lực lượng mà được Iran hậu thuẫn, nhưng hiếm khi bình luận về các vụ tấn công cụ thể. Tiếp theo là bản tin liên quan đến phần lớn tội phạm tình dục deepfake ở Nam Hàn là thanh thiếu niên. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Nam Hàn cho biết, từ đầu năm cho đến nay, lực lượng này đã nhận được 921 báo cáo tố giác liên quan đến tội phạm tình dục deepfake, tức là sử dụng công nghệ AI tạo dựng hình ảnh giả, và đã tiến hành bất, bắt giữ 474 nghi phạm. Trong số đó thì có tới 381 người chiếm 80.4% là thanh thiếu niên, trong đó có 71 trường hợp chiếm 15% là trẻ vị thành niên từ 10 cho đến 14 tuổi và được miễn trách nhiệm hình sự. Những người ở độ tuổi từ 20 chiếm 15.8%. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 8 cho đến nay sau khi TikTok đã trở thành à, chủ đề nóng ở Nam Hàn khiến cho cảnh sát của quốc gia này phải phát động chiến dịch chấn áp mạnh tay loại bỏ tội phạm này và có tới 476 trường hợp được tố giác. Cảnh sát của Nam Hàn có kế hoạch tiếp tục trấn áp tội phạm tình dục deepfake cho đến ngày 31 tháng 3 của năm sau. Nội các của Nam Hàn mới đây đã thông qua một dự luật mới nhằm để tăng cường hình phạt đối với các tội phạm tình dục kỹ thuật số sử dụng công nghệ deepfake. Theo dự luật sửa đổi thì những người sở hữu, mua, lưu trữ hoặc là xem các tài liệu khiêu dâm được tạo ra bằng công nghệ deepfake và các video giả mạo khác có thể bị phạt tù lên tới 3 năm hoặc là phạt tiền tối đa là 30 triệu won. Đối với những người sản xuất và phân phối tài liệu khiêu dâm deepfake, mức phạt tối đa sẽ là 7 năm tù so với mức là 5 năm theo luật hiện hành. Những trường hợp sử dụng công nghệ deepfake để kiếm lợi sẽ bị phạt tù tối thiểu là 3 năm, trong khi việc sử dụng tài liệu deepfake cho mục đích tống tiền sẽ bị phạt tù tối thiểu là 1 năm. Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một trẻ vị thành niên đe dọa đánh bom máy bay. Cảnh sát của Mumbai vừa bắt giữ một trẻ vị thành niên với cáo buộc là đăng tải những lời đe dọa đánh bom đối với ba chuyến bay vào đầu tuần này. Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một loạt những đe dọa đánh bom đối với những chuyến bay nội địa và quốc tế của các hãng hàng không Ấn Độ. Trong một bài đăng trên mạng X, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ là Ram Mohan Kinjarapu đã lên án mạnh mẽ các lời đe dọa đánh bom gần đây nhắm vào các hãng hàng không. Ông cho biết, đối tượng vừa bị cảnh sát bắt giữ ở trong độ tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi. Theo ông, nhà chức trách Ấn Độ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành động này. Truyền thông địa phương đưa tin một tài khoản trên mạng X đã cho đăng tải các lời đe dọa đánh bom, trong đó cảnh báo hai chuyến bay của Indigo có điểm đến là Muscat của Oman và Jeddah của Ả Rập Saudi, cùng với một chuyến bay của Air India đến New York đã được gài thuốc nổ. Vào cùng ngày chuyến bay của Air India từ New Delhi đến Chicago đã buộc phải hạ cánh xuống Canada sau khi nhận được lời đe dọa an ninh ở trên mạng. Hành khách ở trên chuyến bay sau đó đã được đưa đến Chicago bằng máy bay của lực lượng không quân Canada. Hãng hàng không Vistara của Ấn Độ cũng cho biết máy bay chở khách của hãng với lộ trình từ Frankfurt của Đức đến Mumbai cũng đã nhận được những lời đe dọa an ninh ở trên mạng xã hội. Mặc dù máy bay đã hạ cánh an toàn theo kế hoạch, tuy nhiên hãng đã cho biết đang hợp tác với các cơ quan có liên quan để điều tra vụ việc. tờ Economic Times của Ấn Độ đưa tin chính phủ Ấn có kế hoạch tăng cường an ninh trên các chuyến bay quốc tế, khai triển thêm an ninh hàng không mặc thường phục có vũ trang. Tiếp theo là bản tin liên quan đến ba công dân Việt Nam bị bắt vì tàng trữ ma túy tại tiệm karaoke của Thái Lan. Ba công dân Việt Nam bị bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy tại một tiệm karaoke chỉ phục vụ khách hàng Việt Nam ở Nonthaburi. Theo tờ Bangkok Post loan tịch, cảnh sát đột kích quán rượu tại chợ Pua Tong 3 vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ tư, sau khi được người dân trình báo rằng là có nhiều người ngoại quốc điều hành một quán rượu dùng ma túy, cảnh sát tìm được một khẩu súng lục với ba viên đạn cùng với nhiều bịch thuốc lắc và ketamin, đồng thời bắt giữ ba công dân Việt Nam gồm có một người phụ nữ và hai người đàn ông. Những nghi can cho biết là quán rượu do một người Thái làm chủ. Họ chỉ là người trông coi và được trả 15.000 baht, tức là tương đương với 450 Mỹ Kim cho một tháng cho mỗi người. Cảnh sát cho biết là không có khách hàng nào bên trong quán rượu vào thời điểm đột kích. Quán rượu về đêm chỉ mới khai trương được 10 ngày. Cảnh sát cho biết là họ sẽ phong tỏa quán rượu và triệu tập chủ nhân người Thái để thẩm vấn. Và sau đây là những phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam sẽ chỉ còn 46 triệu dân vào năm 2200, cần phải thay đổi triết lý quản trị đất nước. Đó là lời kêu gọi của ông Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc về quận Bình Tân của Sài Gòn, đưa ra dự đoán về việc giảm mạnh dân số của Việt Nam nếu như chỉ tiếp tục chăm chú vào việc tăng trưởng GDP hàng năm. Phát biểu được cựu Phó Thủ tướng Chính phủ dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng và cũng là cựu Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, ông Nguyễn Thiện Nhân đưa ra ở trong hội thảo khoa học khuyến sinh bằng cách bằng những chính sách thiết thực Nhân văn đã được báo phụ nữ tổ chức. Báo Thanh niên dẫn lời ông nhân cho rằng có bốn nguyên nhân khiến cho tổng công tổng tỷ suất sinh thấp ở dưới tỷ suất sinh thay thế đến hàng chục năm ở Nhật Bản, Nam Hàn và các nước có thu nhập cao. Trong đó đáng chú ý theo ông nhân đó là vấn đề lãnh đạo của các nước, chủ của các doanh nghiệp không xem tái tạo con người, tái tạo gia đình là một điều kiện tiên quyết để cho đất nước phát triển bền vững. Từ tình hình dân số, kinh tế và xã hội của Nhật Bản, Nam Hàn và các nước có thu nhập cao, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra rằng, điều quan trọng nhất đó là Việt Nam cần phải thay đổi triết lý quản trị đất nước, không lấy mục tiêu tăng trưởng GDP cao liên tục nhiều năm để làm mục tiêu hàng đầu, mà cần phải lấy hạnh phúc của nhân dân và dân tộc trường tồn để làm mục tiêu cao nhất. Và lây Trung Quốc, hàng xuất cảng Việt Nam bị điều tra chống lẫn tránh thuế. Do bị nghi là hàng Trung Quốc, nhiều ngành hàng xuất cảng của Việt Nam đang phải đối diện với các vụ kiện điều tra phòng vệ thương mại hoặc là chống lẫn tránh thuế, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Xác nhận với báo Tuổi Trẻ vào ngày 17 tháng 10, lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho hay, các nước Mỹ, Liên Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil đã điều tra gần 40 vụ chống lẫn tránh thuế với Việt Nam, trong đó phần lớn liên quan đến sản phẩm na ná của Trung Quốc như là pin năng lượng mặt trời, lốp xe hơi, nhôm và gỗ. Theo đó, chỉ sau hơn 5 tháng chính thức điều tra chống bán phá giá với pin năng lượng mặt trời nhập cảnh từ Việt Nam, thì mới đây, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã áp mức thuế chống trợ cấp tạm thời cho hai doanh nghiệp của Việt Nam có giải trình rõ ràng là 0.81% và 2.85%. Trong khi đó, thì các công ty không tham gia bản trả lời câu hỏi không hợp tác bị áp thuế lên tới 292.61% không chỉ với thị trường hoa kỳ thì gần đây thổ nhĩ kỳ cũng đã ban hành kết luận điều tra chống lẫn tránh thuế chống bán phá giá với pin mặt trời được nhập cảng từ việt nam tương tự thì nam phi đang khởi xướng điều tra chống lẫn tránh thuế chống bán phá giá với vỏ bánh xe hơi được nhập cảng từ việt nam do nghi ngờ là có gian lận xuất xứ từ trung quốc để né thuế ngoài pin mặt trời vỏ xe hơi nhôm và gỗ của việt nam cũng đã bị điều tra Tất cả các vụ việc này đều xuất phát từ cáo buộc các sản phẩm có xuất xứ hoặc là được nhập cản từ Việt Nam đang lẫn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng với Trung Quốc. Theo lãnh đạo của Cơ quan Phòng vệ Thương mại, việc các nước mở điều tra chống lẫn tránh thuế xuất phát từ việc doanh nghiệp tại một số nước đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, có thể dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia lân cận để tránh bị áp thuế, trong đó có Việt Nam. Hải Phòng chi 4 triệu Mỹ Kim để xây dựng trung tâm triển lãm để làm kho. Trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế Hải Phòng được đầu tư 100 tỷ đồng tương đương với khoảng 4 triệu Mỹ Kim từ ngân sách để xây dựng, nhưng hoạt động kém hiệu quả và hiện nay biến trở thành nhà kho. Trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế Hải Phòng còn được gọi là nhà cánh diều, nằm ở trên khu đất rộng hơn 47 ha ở đường Phạm Văn Đồng. Từng được coi là công trình tiêu biểu, có kiến trúc độc đáo, là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố VN Express vào ngày hôm nay cho biết, những ngày mới khai trương, nhà cánh diều trở thành điểm thăm viếng nổi tiếng, được in trên bìa vở viết của học sinh như là niềm tự hào của thành phố. Thế nhưng mấy năm nay thì tòa nhà bắt đầu hư hỏng, đặc biệt là sau cơn bão Yagi, gần như là toàn bộ phần mái của nhà cánh diều đã bị bong chóc, lột ra từng mảng lớn, trông nhếch nhác, mất mỹ quan và ngày càng trở nên hoang tàn. Theo tính toán của đơn vị quản lý, đó là công ty cổ phần ASC Việt Nam, Chi phí khấu hao tòa nhà và hạ tầng là hơn 3.2 tỷ đồng, tương đương với khoảng 128.048 Mỹ Kim cho một năm. Ngoài ra còn có những chi phí về thuê đất, nhân công và điện nước. Do sử dụng không đúng mục đích, lại không được bảo dưỡng thường xuyên, nên trung tâm này đã dần xuống cấp nặng nề hơn để rồi cuối cùng biến thành nhà kho. Tiếp theo phần tin Việt Nam, một người đàn ông tại Bình Thuận đốt vợ trong khi chờ ly hôn, cả hai đã bị phóng nặng. Vào ngày 17 tháng 10, công an thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra ông Trần Quá, 64 tuổi, ở phường Hưng Long về tội giết người. Báo người lao động cho hay vào khuya hai ngày trước, người dân trong hẻm trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, nghe tiếng kêu cứu của ông Quá và vợ là bà Trương Thị Ngọ, 57 tuổi. Khi đến nơi thì họ thấy cả hai vợ chồng ông Quá đang bốc cháy nên đã lao vào dập lửa, báo công an đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận xác định bà Ngọ bị phỏng khoảng 90% diện tích cơ thể nên chuyển tiếp đến Bệnh viện Trợ Rẫy ở Sài Gòn để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Còn ông Quá bị phỏng 25% ở đầu và tay nên điều trị tại địa phương do không nguy kịch. Qua điều tra sơ bộ thì công an xác định vợ chồng của ông Quá xảy ra mâu thuẫn từ lâu và đang chờ làm thủ tục ly hôn nhưng vẫn chung sống cùng nhà. Vào tối ngày 15 tháng 10 thì cả hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc tức giận thì ông Quá đã rút xăng từ xe gắn máy đổ lên người của bà Ngọ khi bà này đang ngồi ở xích đu rồi bất ngờ bật lửa đốt. Việc ghen tuông dẫn tới đổ xăng đốt người đầu gối tay ấp thường xảy ra ở các tỉnh thành tại Việt Nam. Trước đó thì báo pháp luật vào ngày 8 tháng 5 cho biết là ông Quách Văn Bắc 33 tuổi ở Bình Dương sau khi đánh vợ bất tỉnh đã tẩm xăng lên người của vợ rồi đốt khiến cho cả hai bị cháy. Máy bay đầu tiên của Việt Nam sử dụng nhiên liệu từ dầu ăn đã qua sử dụng. Ngày hôm nay Vietjet từ Sài Gòn vừa thực hiện hai chuyến bay đến Melbourne của Úc và Hán Thành của Nam Hàn, sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF do Petrolimex Aviation cung cấp và tiếp nhiên liệu ở Việt Nam. Nhiên liệu SAF được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo và có nguồn gốc bền vững như là dầu ăn đã qua sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối gỗ, rác thải đô thị vân vân. Sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF có thể giúp cắt giảm 80% lượng khí thải carbon so với nhiên liệu truyền thống, đáp ứng được những tiêu chuẩn hàng không quốc tế nghiêm ngặt, sử dụng an toàn ở trong hoạt động khai thác thương mại. Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương cho biết đang hợp tác cùng với những đối tác uy tín quốc tế để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp và sử dụng SAF theo mục tiêu giảm phát thải ròng về con số 0 vào năm 2050 như là cam kết của Việt Nam ở tại COP26. Trước đó, Vietnam Airlines cũng thực hiện thành công chuyến bay sử dụng nhiên liệu SAF với số hiệu VN660, hành trình từ Singapore đến Hà Nội. Tuy nhiên, việc nạp xăng được thực hiện ở quốc tế. Trong năm nay, Air France của Pháp đã sử dụng 50% nhiên liệu trộn giữa hóa thạch với SAF cho hãng bay của mình. Ở Đông Nam Á, Singapore đã sử dụng SAF từ năm 2017 và đang tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Cảnh sát truy tìm nghi can âm mưu cướp ngân hàng ở Orange County. Cảnh sát đang truy tìm ít nhất là một nghi can âm mưu cướp ngân hàng Chase ở Orange County vào trưa thứ năm ngày 17 tháng 10 theo OC Patch loan tin khoảng 12 giờ trưa, cảnh sát được gọi tới ngân hàng Chase trên đường Potola ở Lake Forest. Có người nổ súng trong ngân hàng trước khi cảnh sát tới hiện trường, nhưng không ai bị thương. Trung sĩ Frank Gonzalez, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Orange County đã cho biết như trên. Cảnh sát chưa rõ ai là người nổ súng, nghi can, nhân viên bảo vệ hay là người nào khác. Để đề phòng, thì cảnh sát phong tỏa trường tiểu học Foothill Ranch Elementary School gần đó nghi can đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Cảnh sát đang bao vây khu vực đó để tìm nghi can. Cảnh sát cũng chưa cho biết là nghi can cướp được gì trong ngân hàng này hay không. Băng cướp tiệm thuốc Tây ở khắp Nam California đã bị bắt ở Temecula. Băng cướp có súng hoành hành khắp miền Nam California trong suốt 6 tuần qua, vừa mới bị bắt với các buộc âm mưu cướp tiệm thuốc Tây ở Temecula. Theo thông tin do cơ quan rượu, thuốc lá, súng và chất nổ công bố, theo báo OC Register đưa tin. Từ tháng 8 đến nay, nhóm đặc nhiệm chống tội ác bạo lực Orange County điều tra một loạt vụ cướp tiệm thuốc tây trên khắp miền Nam tiểu bang. Khoảng 4 giờ chiều ngày thứ hai, cảnh sát đang tuần tra Temecula thì chứng kiến một nhóm người âm mưu cướp tiệm Apollo Pharmacy ở trên đường Rancho, California. Tiến hành theo dõi, cảnh sát nhận diện một nghi can nữ có tên là Camaria Kendrick, 25 tuổi, là cư dân của Memphis đeo khẩu trang, đội mũ, vừa đi vòng quanh tiệm vừa nói điện thoại, rồi lên xe lái quanh tiệm mấy vòng. Trong lúc nghi can Kendrick ngồi trên xe chờ, thì ba nghi can khác gồm có Aaron Carter, cư dân của Fontana, Diamond Lucius, cư nhân dân của Victorville và Isaac Penandoza, cư dân của San Bernardino, đi vào tiệm, mặc áo khoác có mũ trùm đầu, đeo găng tay và khẩu trang. Sau đó cả ba chạy ra xe tìm cách tàu thoát. Khi đó, nhóm đặc nhiệm cố bắt giữ cả băng. Nghi can Kendrick, người lái xe đã tông trúng một chiếc xe của nhóm đặc nhiệm, đồng thời có người trên xe ném khẩu súng lục 9 ly xuống đất. Cả bốn nghi can bị bắt mà không chống cự. Trước đó, băng này cướp một loạt những tiệm thuốc Tây ở khắp miền Nam California, gồm có Delight Pharmacy ở Woodland Hills vào hôm 28 tháng 8, Apollo Pharmacy ở Temecula vào hôm 13 tháng 9, Mariner's Pharmacy ở Newport Beach vào hôm 25 tháng 9 và Fullerton Express Pharmacy ở Fullerton vào hôm 30 tháng 3. Cả ba nghi can Carter Lucius và Pena Doza đều từng bị kết tội đại hình nhiều lần. Vâng, kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Tổng giáo phận Los Angeles trả 880 triệu Mỹ Kim dàn xếp vụ kiện xâm hại tình dục. Reuters vào ngày 17 tháng 10 đưa tin đây là thỏa thuận hòa giải có số tiền lớn nhất từ một giáo phận Hoa Kỳ liên quan các khiếu nại xâm phạm tình dục đã kéo dài nhiều thập niên. Tổng giám mục Jose Gomez bày tỏ sự đau buồn về vấn đề lạm dụng khi công bố thỏa thuận hòa giải vào ngày 16 tháng 10. Từ tận đáy lòng, tôi xin lỗi vì tất cả vụ việc xảy ra, Tôi hy vọng thỏa thuận hòa giải này sẽ mang đến một số giải pháp chữa lành cho những người đã phải chịu đau khổ, ông Gomez đã nói như trên. Thỏa thuận trên cũng dần khép lại quá trình kiện tụng trong nhiều năm. Những năm qua, thì Tổng giáo phận đã bán bất động sản, thanh lý các khoản đầu tư và vay nợ để trang trải chi phí kiện tụng khổng lồ. Tổng giám mục Gomez nói phần tiền trong thỏa thuận hòa giải sẽ được thanh toán thông qua các khoản dự trữ, đầu tư cho vay cùng với các tài sản và khoản thanh toán khác của Tổng giáo phận. The New York Times dẫn lời luật sư Michael Reck, người đại diện cho một số nguyên đơn, nói rằng sẽ không bao giờ có công lý trọn vẹn khi cuộc sống của một đứa trẻ bị tổn hại. Song đây là thước đo công lý và trách nhiệm giúp cho người sống sót ít nhiều mang cảm giác mọi chuyện đã khép lại. Ông Brecht gọi thỏa thuận này là cột mốc trong nỗ lực tìm kiếm bồi thường cho hàng ngàn vụ khiếu nại xâm hại tình dục trẻ em và người lớn trong giáo hội Công giáo kéo dài nhiều thập niên. Nhiều nạn nhân và bị cáo đã qua đời và các vụ truy tố hình sự tương đối hiếm. Tổng giáo phận Los Angeles đã đạt thỏa thuận hòa giải mà không cần phải nộp đơn xin phá sản. Một số đơn vị khác như là Tổng giáo phận thành phố San Francisco, giáo phận thành phố Oakland và San Diego đều đã nộp đơn xin phá sản để giải quyết các khiếu nại về tình trạng lạm dụng. Về phía luật cho rằng thì việc nộp đơn phá sản sẽ hạn chế các quyền lợi của nguyên đơn, chẳng hạn là có thể làm chậm quá trình thanh toán. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.